điểm tối trong chuyến thăm ngoại quốc đầu tiên của ông Tô Lâm vẫn thói tham bát bỏ mầm. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kết thúc chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Lào và Campuchia từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7. Đài tiếng nói Việt Nam VOV vào tối ngày 13 tháng 7 đưa tin, phái đoàn cấp cao của Việt Nam do Chủ tịch Tô Lâm dẫn đầu đã kết thúc chuyến thăm Lào, Campuchia và đã về tới Hà Nội. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước. Chuyến đi này cũng thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo nhà nước Việt Nam đối với các quốc gia láng giềng ở phía Tây. Sau chuyến thăm thủ đô Viên Chăn của Lào, vào ngày 11 tháng 7, đoàn cấp cao của Việt Nam đã tới thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào chiều ngày 12 tháng 7 để tiếp tục chuyến thăm đất nước này. Chuyến công du của người đứng đầu nhà nước Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng đến Lào và Campuchia, vốn là hai đồng minh chiến lược có truyền thống lâu đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, mối quan hệ có nhiều bất đồng giữa Việt Nam và Campuchia đã được đặc biệt trở nên phức tạp liên quan đến dự án kênh đào Funan Thich Kho, khiến lãnh đạo Việt Nam gần đây hết sức lung túng và luôn bị động. Theo kế hoạch vào ngày 5 tháng 8 tới đây, nhà nước Campuchia sẽ chính thức động thổ dự án kênh đào Funan, nhân ngày sinh của Chủ tịch Thượng viện Campuchia, ông Hun Sen. Dự án này sau khi triển khai sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, cũng như sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 20 triệu dân. Tuy nhiên, các hãng tin quốc tế nhận xét khi gặp Thủ tướng Campuchia Manet, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Khuông Xuân Đầy, Quốc vương Norom Siamoni, thì Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm đã không hề đả động gì về vấn đề kênh đào Funan Thich Nho. Theo truyền thông nhà nước Việt Nam, khi gặp ông Hun Sen, Chủ tịch Tô Lâm vẫn lạc quan nhấn mạnh rằng không để thế lực thù địch xuyên tạc, chia rẽ tình hình hữu nghị Việt Nam và Campuchia. Điều này trái ngược với dự kiến của giới quan sát trong nước và quốc tế. Trước đó, nhiều người vẫn hy vọng rằng Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có những giải pháp phù hợp để dung hòa quyền lợi của hai nước Việt Nam và Campuchia liên quan đến dự án kênh đào Funan Thich Kho, nhưng điều đó đã không xảy ra. Đáng chú ý, trong chuyến thăm Lào vào ngày 11 tháng 7, một sự kiện được coi là tâm điểm của báo chí là Chủ tịch Tô Lâm đã thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng 20 chiếc xe ô tô điện VinFast VF9. Thậm chí Chủ tịch Tô Lâm còn đích thân cầm lái, điều khiển chiếc ô tô VF9 chở Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Lào, ông Thonglun Sirisoen cho phóng viên và báo chí chụp hình tuyên truyền sản phẩm ô tô điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Sự kiện này đã gây ra những tranh cãi trên mạng xã hội của người Việt Nam. Số đông các ý kiến không tán đồng khi cho rằng ông Tô Lâm tự mình đóng vai trò đại sứ thương hiệu cho VinFast tại Lào là điều rất không phù hợp. Trong thời gian gần đây, liên quan đến việc đấu đá tranh giành quyền lực giữa Chủ tịch Tô Lâm và phe cánh trong vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty AVG, liên quan đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bị đào xới trở lại. Theo đó, ông Tô Lâm bị cáo buộc có trách nhiệm liên đới trong việc làm thất thoát của nhà nước gần 7.000 tỷ đồng vào thời điểm năm 2015. Có ý kiến chỉ trích thẳng cho rằng vị thế của Chủ tịch nước Tô Lâm bây giờ đã khác. Khi đi qua ruộng dưa thì chớ có buộc lại dây dày để tránh phát sinh nghi ngờ không đáng có và không cần thiết. Giới lãnh đạo không nên và không được để cho các nhóm lợi ích lợi dụng nhằm quảng cáo cho họ. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin điểm tối trong chuyến thăm ngoại quốc đầu tiên của Tô Lâm vẫn thói tham bát bỏ mầm. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Để Trương Mỹ Lan chuyển trái phép hơn 4 tỷ đô la qua biên giới, Lê Minh Hưng có được yên hay không? Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 34 bị can trong giai đoạn 2 của vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Tờ báo Dân Trí vào ngày 12 tháng 7 đưa tin bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về vận chuyển trái phép 4 tỷ đô la. Bản tin cho biết, theo cáo trạng, bà Lan cùng 8 đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ đô la qua biên giới.
bà Lan bị truy tố về 3 tội danh rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đây là kết quả điều tra mở rộng giai đoạn 2 của Bộ Công an liên quan đến ngân hàng SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong việc thu nhận tiền gửi của người dân cũng như phát hành trái phiếu sai quy định. Đây chính là vụ bà Trương Mỹ Lan lừa đảo tài chính với trị giá lên đến 304.000 tỷ đồng, tức là tương đương 12,4 tỷ đô la, và là vụ lừa đảo trong ngành ngân hàng được cho là lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Vào trung tuần tháng 4 năm 2024, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tử hình với bà Trương Mỹ Lan vì vai trò chủ mưu trong vụ án. Các mức án cụ thể của bà Trương Mỹ Lan bao gồm tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hình phạt là tử hình. Sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, bị cáo Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và cho rằng bà không chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB như phán quyết của tòa đã quy tội. Các sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB dưới sự chi phối của bà Trương Mỹ Lan với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị đã diễn ra trong thời gian rất dài, khoảng hơn 20 năm. Giới phân tích đánh giá đây là một vụ án tham nhũng gây thiệt hại lớn chưa từng thấy. Nhưng nếu vụ án này sớm được điều tra và điều tra hoàn toàn độc lập, điều tra tới nơi tới chốn, thì chắc chắn sẽ có nhiều quan chức cấp cao của Đảng và Nhà nước phải đứng trước vành móng ngựa. Công luận và giới chuyên gia đã đặt câu hỏi về việc trách nhiệm thuộc về ai và tại sao lại để xảy ra tình trạng quản lý lỏng lẻo gây thất thoát tới hơn 1 triệu tỷ đồng. Đây là số tiền mà bà Trương Mỹ Lan đã lừa đảo trong vòng 10 năm qua với chiêu thức lấy tiền của người gửi sau trả cho người gửi trước. Trong suốt 10 năm đó, trách nhiệm quản lý nhà nước của các thống đốc ngân hàng nhà nước trong thời kỳ đang ở đâu là một câu hỏi mà dư luận đặt ra. Tại sao và lý do gì mà ngân hàng SCB lại chỉ bị thanh tra duy nhất có đúng một lần, trong khi việc quản lý, thanh toán hay chuyển tiền xuyên biên giới nằm trong trách nhiệm quản lý của ngân hàng nhà nước? Nếu phát hiện ra các giao dịch đáng ngờ trong việc chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài thì phải kịp thời báo cáo cho Bộ Công an và các cơ quan chức năng để mà điều tra làm rõ. Vậy tại sao cựu thống đốc ngân hàng nhà nước như ông Nguyễn Văn Bình, ông Lê Minh Hưng và đương kim thống đốc Nguyễn Thị Hồng không bị điều tra để làm rõ vai trò trách nhiệm của họ? Theo giới quan sát liên quan đến ngân hàng SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Lê Minh Hưng phải là người chịu trách nhiệm cao nhất, bởi ông Hưng là thống đốc ngân hàng nhà nước giai đoạn từ năm 2016 cho đến năm 2020, sau đại hội lần thứ 12. Đây là giai đoạn ngân hàng SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát ăn nên làm ra nhất. Như vậy, liệu trưởng ban tổ chức trung ương Lê Minh Hưng, một nhân vật lãnh đạo cấp cao của phe Hà Tĩnh, có khả năng được an toàn trong vụ Vạn Thịnh Phát hay không, đang được công luận hết sức quan tâm. Đây là một trong lý do mà lãnh đạo Bộ Công an có thể tận dụng để ép ông Lê Minh Hưng phải rút lui như những ủy viên Bộ Chính trị đã ngã ngựa khác. Đây cũng là cơ hội tạo ra chỗ trống để Chủ tịch Tô Lâm có thể sớm đưa đàn em của mình vào Bộ Chính trị trong dịp Hội nghị Trung ương 10 sắp diễn ra, dự kiến vào tháng 10 năm 2024 tới đây. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin để Trương Mỹ Lan chuyển hơn 4 tỷ đô la ra nước ngoài, Lê Minh Hưng có được yên hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.